xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo lắp và vệ sinh mã Dell Latitude E7250. Trước tiên là các bạn hãy tháo pin và tháo hoàn toàn ốc ở mặt pin này ra nhé. Ở đây là máy của khách là đang không có hai con ốc ở đây, bình thường là sẽ có hai con ốc ở đây nhé. Tháo hai con ốc ra, đặt cái lệnh đây. Bạn hãy tháo toàn bộ ốc của mặt đê này thôi. We'll be right back.
Thank you.
Hmm.